Chào mừng 500 tiếng em đã quay trở lại. Mình là Shop Heo và đây là chiếc Yamaha XR900, chính xác là bản 2020. Có lẽ ở thị trường Việt Nam thì các bạn không lạ gì với mẫu xe MT xanh chín, hay chính xác là MT09. MT là viết tắt của Master of Torque, một chiếc xe mà tập trung nhiều vào lực kéo đem lại sự phấn khích cho người lái. Và MT09 là một chiếc xe mà mình đã từng được trải nghiệm. Có thể nói đó là một chiếc xe có thể cho bạn bốc đầu ở mọi tốc độ. Và thực sự là chiếc xe này ai mà phùng chó nhảy lên phát là khả năng chết rất cao. Thì cái việc Yamaha đã làm ở đây đó là họ bê nguyên khối động cơ 3 xi lanh 847cc của chiếc MT09 và ốp vào chiếc XR900. Đây là chiếc xe với động cơ và gần như mọi thứ bên trong y hệt chiếc MT09. Và ngoại hình được làm lại với phong cách mà Yamaha gọi là gì ? Neo Sport hay là Neo Retro. Cái cụm từ này nó ra khá là dài. Neo Sport cà phê hoặc là Neo Retro hay là Retro Sport, cái gì đó. Tên nó rất là lòng ngoằng. Thì đây là một chiếc xe với phong cách được gọi là lai giữa cổ điển và hiện đại. Có lẽ các bạn không lạ gì bởi vì thời gian vừa rồi Việt Nam đã tràn ngập cái mẫu xe XR155. Đây là đàn anh của chiếc XR155. Ngoài ra còn chiếc XR700 nữa mà phiên bản đó Việt Nam không có. Đây là chiếc xe với khối động cơ 113 mã lực và 87 Nm lực kéo. Thực sự đi nó đã, đi nó sướng, đi nó cực kỳ vê. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem chiếc xe này có cái gì hay. Mà trước tiên intro đã. Nếu để nói về khối động cơ của chiếc MT09, các bạn không lại rồi, khối động cơ rất mạnh và có lực kéo cực kỳ cao. Nói chung là chiếc xe MT09 không phải dành cho những người yếu tim. Thực sự ai phải máu chó lắm thì mới có gan để lái chiếc xe đó. Đó chiếc xe cực kỳ dễ bốc đầu. Và trước mình có giao lưu với bạn Đức tóc không mấy dài ở bên kênh Đường Hai Chiều và đi thử chiếc MT09 của bạn ấy thì công nhận là nó hơi bị ác liệt. Vậy thì sau khi Yamaha đặt động cơ của MT09 phải chiếc XR900, họ đã thay đổi những cái gì? Thứ nhất là cái đầu đèn. Như bạn nhìn thấy đây thì đầu đèn không giống một tí nào so với chiếc MT09, không có hai cái mắt, cũng không có led lủng gì cả. Đầu đèn tròn, cổ điển. Một cái mình hơi tiếc đó là vẫn sử dụng bóng halogen. Giá mà đây đầu đèn led 2 tầng như cách họ làm cho chiếc XR155 chẳng hạn, hay là led tròn giống kiểu chiếc CB650R thì nó đã hơn rất là nhiều. Chiếc xe này vẫn là đèn halogen và xi nhan bên vẫn là xi nhan halogen. Và cái xi nhan này thì thực sự mình không thể yêu nổi. Không thể yêu nổi xi nhan này luôn. Mình không phải fan của cái kiểu này. Ở đây có phiên bản màu trắng đỏ đen. Nhưng mà thực sự thì mình khoái cái phiên bản màu đen bạc hơn. Nhưng mà rất tiếc là cái chiếc xe đó thì không hiểu lý do gì mà không mượn được. Mấy anh ở hãng Yamaha bảo là chiếc xe này màu đẹp hơn, mới hơn, quay đi. Thôi thì cũng mượn thôi mà, không có ý kiến nhiều. Và với cái chiếc xe 113 mã lực này, chúng ta phải có cái gì đó để hãm được sức mạnh đó. Thì đằng trước các bạn sẽ có cùng phanh đĩa đôi 298mm với mỗi bên một cùng phanh 4 piston có ABS. Và đang ở công nghệ đúng không? ABS, chúng ta có cả traction control. Chiếc xe này có traction control. Có thể nói rằng đây là cái chiếc xe có kiểu dáng classic mạnh nhất. Mình không chắc chắn câu nói đấy của mình, nhưng mình nghi là nó mạnh nhất. Cái kiểu dáng classic như này, mọi người nhìn thấy rằng ôi con xe trông bình thường, kiểu đứng tuổi một chút, khoảng tầm 3x đổ ra ngồi con này, nhìn cũng được đấy, không bị già quá mà không bị trẻ trâu quá. Thì chiếc xe điện thanh cảnh không, chiếc xe này là một con quái thú hung thần. Và đúng vì cái khối động cơ của MT09 nhấc trang chiếc xe này, thì bạn ngồi lên xe chỉ cần nhích ga ở bất kỳ số nào bạn cũng có thể bênh đầu lên được. Mình đã thử rồi. Mình không cho các bạn xem đâu, cái cảnh đấy rất là nguy hiểm và có thể bị công an gõ cửa bất cứ lúc nào. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau lại gần và nhìn chi tiết hơn về chiếc xe này để xem nó có những cái gì hay. Ngoài khối động cơ 3 xi lanh crossplane 847cc ra, cái nước to vãi nổi, thề cái nước to vãi. Hơi tiếc còn chiếc xe này thì không có quick ship, nhưng mà mình nghĩ rằng chiếc 10T09 lên được quick ship thì chiếc xe này cũng có thể làm được thôi. Đó là phụ kiện lắp thêm. Phục trước upside down 41mm, có thể điều chỉnh được. Mặt đồng hồ tròn LCD, độ sáng rất cao, nhìn thoải mái ngoài trời nắng. Và các đèn tín hiệu xung quanh, đèn ABS này, báo hiệu traction control này, báo hiệu nhiệt độ máy này, áp suất dầu này, vân vân mây mây, cả xi nhan số mo luôn. Và hiện số ở đây chúng ta có các chế độ chạy. Các bạn sẽ có chế độ A, B và Standard. Thì cái chế độ Standard là cái chế độ mà hiền lành, dễ chịu. Còn chế độ A là cái chế độ gọi là full công suất. Traction control thì đơn giản thôi, kiểm soát lực kéo các bạn thì điều khiển bằng cái công tắc ở đây. Gạt lên sẽ là traction control chế độ 1, gạt xuống traction control chế độ 2. Còn nếu các bạn bấm vào giữ thì tắt hẳn luôn. Nếu anh em thích bốc đầu nghịch ngợm như mình thì có thể bấm vào giữ là sẽ tắt hẳn chế độ traction control.
Ngoài ra thì cùng công tắc này trông cũng khá bình thường. Passing cái cò ở đây. Đây là bật tắt đèn pha cốt, còi, xi nhan. Còn ở bên phải, đây sẽ là công tắc tắt máy hoặc công tắc đề. Chế độ lái như mình đã nói, AB và Standard. Và đây là công tắc bật đèn hazard. Bình xăng nhìn trông có vẻ khổng lồ, nhưng thực ra thì ở bên ngoài là lớp ốp nhựa khá là dày. Bên trong chúng ta có bình xăng dung tích là 14 lít. Và cái ốp nhựa này có cái hay của nó. Thứ nhất là nếu các bạn dùng ốp nhựa thì sẽ đỡ hư hại bình xăng bên trong. Chẳng may có va quệt hay là ngã xe thì chỉ cần thay ốp nhựa là xong, chứ không phải đi gò lại cả bình xăng. Và thứ hai là vì nó là cái ốp nhựa nên các bạn có thể độ chế, dán và sơn xiếc rất là dễ. Yên xe ra có yên liền và yên của chiếc XR900 khá là ngon, êm, mềm. Mỗi tội có một cái điểm trừ ở đây là yên tương đối cao và cái bề ngang này, chỗ gần bình xăng này, nó rộng sang hai bên. Thế nên rằng mặc dù mình cao 1m76, ngồi lên chiếc xe này vẫn khá là khó để có thể chạm được gót. Nếu mà cố kẹt chặt chân vào hai bên yên xe này thì vẫn sẽ chạm được gót. Nhưng còn như thế nó rất là khó chịu. Thế nên là vẫn phải hơi nhún chân một tí. Thực sự chiếc xe này có yên xe cao 830mm. Thì các bạn nào mà chân ngắn, thể trạng kém thì cần phải lưu ý điều này trước khi chọn mua. Không phải thấy kiểu xe đẹp mà nhảy lên là đi đâu. Nó đã làm con mạnh thú rồi. Còn nếu các bạn lại còn chơi với, chân không chạm hẳn đất nữa thì sẽ rất khó điều khiển chiếc xe này, thế rất là nguy hiểm. Nhìn xuống dàn chân, mình thì mình không phải là fan của cái màu vàng này. Nhưng mà thôi, đây không phải là xe của mình, biết đâu các bạn thích. Thì chúng ta có cặp mâm trước sau 17 inch. Lốp trước là 120, lốp sau là 180. Và đây là lốp của Bridgestone, có mã là Badlux. Cái lốp này thì thấy được đánh giá khá cao bởi cộng đồng chơi xe, bởi vì cái độ bám đường của nó và mức giá không quá cao. Mặc dù chiếc xe này có cái gắp, cặp mâm, lốp liếc các thứ giống hệt của MT9, nhưng mà các bạn ý thấy là sẽ không có cái chắn bùn con nối từ cái trục bánh xe từ gắp lên. Thế nên rằng cái phần gắp này có khác một chút, đó là cái ốc trục đây nó cũng ngắn hơn, không có chắn bùn con ở đây nữa, mà thay vào đó cái chắn bùn sẽ lắp ở trên này. Về trải nghiệm lái của chiếc XR900 này như thế nào? Mình chỉ biết bắt đầu bằng một câu đầu tiên và các bạn đã biết câu này là gì rồi, đó là nó mạnh, nó rất mạnh. Dù các bạn đi số 1, số 2, số 3, số 4, thích chỉ cần ga mạnh là đầu xe sẽ được nhấc lên. Đấy là nếu các bạn đã tắt traction control rồi, còn nếu bật traction control thì kiểm soát lực kéo thì khó bốc đầu hơn. Thậm chí là không bốc đầu được. Kéo phát là xe nó ghim lại, bánh trước nhất khỏi mặt đất nhá, không cho đi nữa, hạ tốc độ xuống, không bốc đầu được. Nhất là nó mạnh, thứ hai là nó lanh. Bởi trọng lượng ướt của chiếc xe này chỉ là 195 cân. Trọng lượng ướt tức là đã đổ đầy kết nước, đổ đầy xăng, đổ đầy nhớt. Chỉ có 195 cân, nó rất nhẹ so với phân khúc của nó. Thế nên chiếc xe rất lanh, kèm theo đó là góc đánh lái rộng, đi trong phố khá là đã. Nhưng mà chưa hết. Góc đánh lái rộng đúng không? Nhẹ lanh đúng không? Nhưng mà có một cái điểm trừ khá lớn, đó là cái động cơ này nó rất nóng. Mình biết mà, xe phân khối lớn thì nóng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chính vì cái bộ khung này nó lộ thiên hết phần động cơ cực kỳ châu bò đầy ra. Và quạt tản nhiệt chạy rất mạnh, thế nên là toàn bộ phần đùi, đầu gối, cổ chân của bạn sẽ được hấp chín nếu mà đi trong ngày hè. Bây giờ đang là tháng giữa tháng 9 rồi, bắt đầu gọi là mát bớt dần rồi. Mình mượn chiếc xe này mình chạy khoảng tầm 7-8 cây đường phố Hà Nội thôi, về nhà đã thấy nóng rát ở hai bên đùi rồi, quạt gió chạy rất là gắt. Đó, chiếc xe rất nóng, các bạn cần lưu ý. Con số thì sao? Ga rất là trơn, phanh ổn. Mình cảm giác hơi mềm một chút, có lẽ là vì đường ống dầu là đường ống cao su. Côn tương đối êm và nhẹ bởi vì chúng ta có cái bộ nổi ở đây. Slipper clutch, assist và slipper clutch. Đó là côn chống trượt và vì cái lò xo nó cũng êm hơn, thế nên là côn tương đối nhẹ. Tư thế ngồi chiếc XR900 này nó sẽ như sau. Như các bạn nhìn thấy là mình đang chạm được cả bàn chân ở bên chân trái. Và chân phải thì phải dướn lắm mới chạm được gót. Không là sẽ phải hơi nhún một tí. Thực sự là cái yên xe 830mm nó khá là cao. Kèm theo đó là cái yên nó bè nữa. Thế nên rằng chiếc xe này sẽ khá là chơi với. Đối với các bạn từ 1m7 đổ xuống rất là khó nài đấy. Chỗ để chân thoải mái, vừa phải, không bị gập quá nhiều. Và tư thế ngồi thẳng lưng. Đại khái là chiếc xe này thì chạy phố cực kỳ đã luôn, cực kỳ sướng, thẳng lưng. Đấy, mỗi tội là nó nóng thôi, nó rất nóng. Cái đèn hậu của chiếc xe này trông khá là buồn cười đâu anh em. Một cái quả to đùng tròn tròn lòi lên từ cái phần đuôi ngay ở sau yên xe. Cái này mình đi ở đường mà mình dựng lại một quán cà phê, cũng có một số người hỏi mình rằng ôi sao xe này lắp đèn trợ sáng sao đít trông giống đèn trợ sáng thôi, thực ra nó chỉ là cái đèn hậu độ sáng vừa phải êm ái, trông khá giống cái tổ ong mọc lên ở sau đuôi, nhìn khá là hài hước đúng không. Và đó là chiếc XR900 của Yamaha. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến Yamaha Thao 3S ở Lê Văn Lương đã gọi là kết nối cho mình mượn chiếc xe này để trải nghiệm thử 2 ngày. Thì hy vọng rằng là cái video này đem cho các bạn những cái thông tin hữu ích, vui vẻ về chiếc xe này. Còn nếu các bạn có nhu cầu muốn mua thì tham khảo link bên dưới, mình sẽ kiếm link của sản phẩm. Mình nghĩ chẳng có đâu, XR900 nó không phổ biến lắm. Nhưng mà video hôm nay làm cho vui vậy thôi.
Nhớ like và subscribe vì nó miễn phí. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cho các video khác về xe cộ. Xin chào.